Dạ vâng xin chào tất cả các bạn. À, trên tay của mình đây chính là một chiếc điều khiển uh, tivi smart uh, LG nha các bạn nhé. Tuy nhiên thì cái điều khiển này nó đã khá là lâu rồi. Và các bạn trẻ khi sử dụng được xem TV ấy, thì các bạn làm rơi thì vỡ hết đầu. Và tóm lại là long hết các cá rồi các bạn. Đây đây bừa ra một cái là ra luôn. Thì cái tivi này thì cũng mua được 3 4 năm rồi cho nên là cái điều khiển nó cũng già cỗi theo. Thì khi hiện tượng các em nó bây giờ là các phím bấm của nó nó không gần nhạy đâu các bạn, lúc nhận lúc không, Đấy. bây giờ nhận nhưng mà có lúc thì không, đặc biệt là cái phím ok này không rất là khó sử dụng khi mà chọn cái chương trình ấy, thì nó khi bấm vào chọn thì nó được không nhận và phải bấm rất là lâu thì nó mới nhận các bạn, đây mình sẽ phải bấm rất là lâu đối với cái điều khiển này, có lúc thì nó vào có lúc thì lại không, thì các bạn trẻ ở nhà mình thì luôn uh... Bảo là bố xem uh, sửa cho con cái điều khiển Nếu không thì như thế này nó khó bấm lắm Thì mình có xem trên Lazada thì mình cũng có mua Đặt luôn hai cái điều khiển từ bên Trung Quốc về Giá rẻ thật mình các bạn Có 47.000 Mình nhớ nhầm là à, nếu không nhầm là có 47.000 Một cặp thôi Thì hôm nay nó vừa về hàng thì mình test cho các bạn xem Thấy các bạn cũng kêu nhiều lắm Cái điều khiển mua trên mạng về không dùng được Nhưng mà mình Bây giờ mình lắp thử mình ở à, đây Nhận luôn các bạn Mình chọn cái mẫu nó gần gần giống như cái điều khiển của mình thôi Đấy, tắt mở thì thấy ok rồi này Về một cái số phím chức năng thì sơ qua là mình đang thấy nó khác khác một chút Đây là các phím chọn chương trình này À, cũng nhạy phết các bạn ạ Được Tưởng mình lúc đầu tiên thì cái ý định của mình tưởng là mua có hơn hai mươi mấy nghìn một cái thì mình cũng không nghĩ là nó sẽ dùng được đâu. Nhưng mà khi về như thế này thì mình thấy để sử dụng được thì cũng khá là bất ngờ. Vẫn ngon đấy các chức năng của nó hình như là trên cái bàn phím cái, cái cái điều khiển này mới thì nó khác hơn một chút so với cái điều khiển cũ thôi nhưng các bạn có thể dùng cái ký tự trên cái phím của nó để chúng ta nhận biết thôi Thì đây đây chính là một cái chiếc điều khiển cũ này rồi hai cái điều khiển này là mình mua trên mạng này một cái điều khiển là theo từ công ty nha đây các bạn nhỉ để mình zoom lấy nét lại cho các bạn xem đấy nhá mình đặt hàng từ trung quốc này giá này có 44.172 Việt đồng cả ship luôn các bạn rẻ cực kỳ luôn đây là mình săn sale đấy thế tính ra là có hơn hai mươi mấy nghìn một cái điều khiển cả ship thế đây nhé đây là cái điều khiển cũ này các bạn bóc ra rất là dễ dàng vì nó bị vỡ mất hết các cá rồi rất nhiều thông số và nhìn cái mạch của nó cái mạch mà nhận phím bấm tức là nhận lệnh từ phía trước của nó nhìn khá là tốt chi tiết đây chính là cái con IC điều khiển này nó sẽ nhận lệnh nhận lệnh từ cái phím bấm mà chúng ta tác động lên và nó sẽ truyền qua cái bóng kia và sẽ truyền vào cái bóng nhựa của tivi và đây là cái điều khiển mới này loại này thì dùng uh, loại pin 3 loại nhỏ các bạn có thể dùng cái cá hoặc là cái dẹt nào để cậy ra đây mình cậy nó bị sướp mất một lỗ nó không sao cả đây thì nó sử dụng hai uh, viên pin 3 là pin nhỏ đấy thì các bạn nhìn sơ qua bề ngoài phía sau thì các bạn thấy rằng là một bên nó hiển thị rất là nhiều cái thông số nhưng một bên thì trống trơn rồi. Rồi mình sẽ mở cái lớp trước ra thì các bạn nhìn thấy hai cái lớp trước của nó này, nhìn nó khác nhau đúng không ạ? Đó, nhìn nó khác nhau một cái thì to một cái thì bé và những cái 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 cấu cái... tạo cái cái những cái, 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 cái mạch của nó chắc là cũng khác nhau vì mình nghĩ rằng là các bạn đơn giản hiểu rằng là cái đồ đắt tiền ấy thì bao giờ nó cũng khác cái đồ rẻ tiền cái đồ vài trăm thì nó khác cái đồ hơn hai chục rồi các bạn nhưng mà phải nói là Trung Quốc nó rất là giỏi chỉ có hơn 20 nghìn nó cũng chế tạo cho mình một cái điều khiển đấy là đã đến tay khách hàng rồi thì vậy thì cái công sản xuất như thế nào thì trên mỗi cái điều khiển này thì nó cũng rất là đơn giản thôi kể cả cái điều khiển chính này thì nó cũng có một con điện trở này với một con IC điều khiển thôi Thế con uh, hai mấy nghìn này thì không có điện trở mà chỉ có IC điều khiển thôi IC thì nó có thể là dùng IC nhiều loại khác nhau thì cái mục đích chính của nó, IC thì như mình vừa nói, cũng chỉ là nhận lệnh từ khi các bạn nó bấm những cái nút ở trên cái điều khiển thì nó sẽ tạo một cái lệnh nó đi vào chân con IC và nó đi ngược ra cái bóng này. Để nó điều khiển TV thôi. Đây thì trên phím bấm này, các bạn nhìn thấy không? Các phím ở phía trên thì nó khác một chút. Cũng khác này. Và đặc biệt các bạn nhìn thấy cái phím mà có hình nút nhà để cho các bạn chọn chương trình thì đối với cái điều khiển mới thì nó lại nằm ở bên góc trái còn điều khiển bên phải thì nó cũ thì nó nằm ở giữa và như cái nút exit nút back ấy thì nó cũng khác một số vị trí thôi tuy nhiên thì chức năng nó vẫn dùng được các bạn ạ.